Hi, welcome back to my show. Start gonna go. Okay, chuẩn quen hồ đồ bà. Let's go. Between the Bruno Twinkie from our Brisa. Okay, let go. Are you all okay? I can't believe it. You've all turned into pigs. Here I go.
I can finally get out of this place. I need to find help. Bị lỗi à? Không được rồi. Oh my god. Rồi, vậy thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny Chattachu. Let's go. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng này và tiếp tục lấy một món đồ. Đi đường này nào. Let's go. Không biết đi xuống đường này nữa có bị ngã hay không. Thử xem nào. Ồ, vẫn ngã. Vậy thì phải ngã 2-3 lần nữa cơ. Wow. Thử
game vẫn chưa thay đổi cái khoản đi xuống từ tầng 2 xuống tầng 1, cho nên các bạn sẽ bị ngã liên tục vài lần. Các bạn xuống đường này thì cũng bị ngã nha, chứ các bạn cũng không thể nào trượt được. Rồi vào tiếp theo Grand New Hall, let's go. Tiếp tục sang level tiếp theo.
Trong thử game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả những màu giấy và sau đó thì sẽ ghép vào. Thì đó thì các bạn sẽ hoàn thành được lần này. Ok. Các bạn sẽ phải đi từng căn phòng một để tìm. Cửa này không biết có mở được không đây. Không mở được. Và cuối cùng có chìa khóa để các bạn xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà này. Ở đây thì còn thiếu hai mảnh nữa là hoàn thành. Ok. Rồi, và mình sẽ sang tựa tiếp theo. Serendoria Zosella. Let's go. Let's go. Thank you.
hai người cùng đi. About the gun to show. Let go. Tiếp tục là Slenderia Free Version. Let's go. Thank you.
Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải coi nhà làm sao để tránh con đồ nó sẽ có trong ngôi nhà các bạn. Và sẽ kỳ gì các bạn, thì các bạn sẽ phải coi trong vòng đôi 4, 6, 8, 10, 12 chiếc cam. Và ở đây thì sẽ có 3 cánh cửa để con đồ nó sẽ vào. Và khi con đồ nó sẽ vào thì các bạn sẽ có thể phải trốn ở trong cái bạn đó này. Nếu không thì sẽ bị kỳ gì thôi. Oh my god, wow, mày mất được tí máu thôi.